Chào cả nhà đã đến với kênh Chính Vlog. Hôm nay Chính Vlog làm món mắm chân với thịt với trứng. Chân gà một lát luộc sơ rồi chế tỏi. Thịt kho quẹt với tôm. Đó, kho quẹt ba rọi nha, cái này là ba rọi nha. Đó, ba rọi. Nguyên liệu ăn kèm: đậu bắp luộc, đậu que luộc, củ cây luộc, bầu luộc, hủ qua luộc, ăn với kho quẹt. Đậu dòng thì chấm với mắm nha. Mắm chân, trứng, thịt xay. Độc nhất là cái đốt cả nhà, trái này cái trái gì? Đây, đây. Độc quyền, độc nhất, có 3 trái thôi. Đó, đốt cả nhà, trái này trái gì? Hôm nay Chính Vlog làm món đơn giản, giản dị, ai cũng có thể làm được. Quen thuộc, rất là ngon, hao cơm. Mời cả nhà cùng Chính Vlog làm nha. Mình tắm giữa cái chân á, mình làm neo chân gà nha. Mình làm neo nó, cắt neo nè, tỉa móng nè, cắt móng. Bữa nay mình làm những món theo yêu cầu nha. Cháu nội thì đòi ăn chân gà, nàng dâu thì đòi ăn kho quẹt, nàng dâu đòi ăn mắm chân chứ, cha chồng thì đòi ăn đậu bắp luộc chấm kho quẹt. Còn Chính Vlog ra tay làm thôi chứ không có yêu cầu món gì hết. Xác cho nhỏ xay mới nổi nha. Đâu có cái xác nhỏ nữa. Sắc nhỏ nè. Quên anh. Bây giờ mình luộc dao nha. Nước thì mình cũng bắt lát sôi à. Đó. Mình bắt hai bếp luôn, còn sôi một lúc luôn. Giờ mình bỏ bầu đi trước. Bầu, đậu que, củ cây đỏ, món này bữa nay Chính Vlog nấu cơm hơi nhiều nha. Là cái món kho quẹt này rất là dễ ăn cơm. Xong thì bỏ vô máy quay. Bỏ vô nó quay luôn. Tàu bắp, bầu, củ cải, khổ qua, bần một lát mình ăn kèm với mắm nha. Cái này chế bần á cả nhà, đốt tí xíu cho vui thôi chứ cái đó là chế bần á. Mình làm một lúc hai lửa hai bếp luôn, đậy lên cho nó mau chín. Bây giờ mình xay thịt nha. Có cái máy này rất là tiện lợi, nó chém ba phát là tan nát hết, ba phát là như tương tàu. Mới
rau mình tém nó bỏ vô đây xay luôn. Dạ. Xay chung luôn hả? Cái này hả? Anh bỏ cho em một miếng sắt miếng hành lá đi. Xay miếng tiêu nữa. Trứng mình bỏ cho mình quay luôn nha. Mình có nhờ một vài cái chồng đỏ để lát mình đánh làm mặt nha. Và mình nêm vô đây luôn nha. 3 muỗng cà phê đường. 2 3 3 muỗng bột ngọt bé. 2 3 ít hành lá. Đây một ít hành lá. Một ít hành tím, ba hành tím bỏ cho mình xay luôn. Ok, nhanh lẹ sạch sẽ gọn gàng. Mắm chân ăn với chấm với nè quết với đậu dầm. Đây bắp đậu que đậu rồng cũng đã chín rồi, mình vớt vô luôn nha. Này hết cơm luôn nha cả nhà, các cái được chín hết. Mình thấy cái này là cái như là đói bụng rồi, làm về mà thấy cái này nè, thấy là cái nhà, thấy cái mà cái hình đồ nghề không là thấy là nấu rồi. Chắc phải nấu đầy nồi cơm quá. Giờ mình bỏ cái này lên mình chưng chưng nóng luôn nha. Quá hấp dẫn. Cái khoảng này nó to quá. Nhìn thấy bầu nè hang. Đây cho mắm mình nó đánh xong rồi lát mình làm mặt nha. Đậu rồng nè hang. Ủa đậu rồng không có lột hang. Ăn sống mới chấm cái mắm. Cái nát chết cả nhà. Chịu cái gì chịu nổi. Chín hết rồi. Chín hết rồi. Một rổ luôn. Rổ luôn nè cả nhà. Giờ mình bỏ chân gà cho mình luộc luôn. Thịt heo mình cũng luộc sơ luôn. Thịt kho quẹt nha. Bỏ vô đây một miếng hành tím. Một ít muối. Cho nó sôi lên cái mình tắt lửa nha. Cái này mình luộc sơ thôi nha.
Đây thao nước, mình bỏ thao nước cho mình ngâm luôn. Quá ngon, 2 dây ba dạo này 1 kg luôn. Bữa nay mình làm món kho quẹt 1 kg luôn. Và rồi, đây chân gà. Chân gà mình luộc xong rồi lát mình chế tỏi cho cháu nội. Ngâm nước luôn. Xong giờ mình xay qua đây, giờ mình rửa. Giờ mình rửa cho sạch nha. Ra cái nồi nóng nóng cả nhà. Rửa cho nó sạch. Chân gà cũng vậy luôn. Đây tìm lọc lắm, mình bỏ cho mình kho tiêu luôn. Giờ mình sắc thịt nha. Đây chân gà. Chân gà mình để vô đây. Nửa ký chân gà. Quá ngon. Giờ mình sắc thịt ra nha. Mình lạng cái da ra mình bỏ nha. Lạng sát luôn. Cái này mình thích ăn mỡ thì mình lựa ba rọi có mỡ chút. Sát da luôn. Giờ mình sắp kho quẹt là phải sắp nhỏ nhỏ nha. Nó có màu mỡ ngon ngon. Sắc nhỏ là cái này nha. Tay khó sắc quá. Cái này là có người thì kêu ba chỉ, có người thì kêu ba rọi nha. Ai muốn kêu cái gì kêu. Nhưng mà cái món này kho quẹt là coi như là kho quẹt ăn rau củ quả luộc là hơi bị ngon nha. Bữa nay mình nấu cơm hơi nhiều nha. Thì cái món này rất là dễ ăn cơm. Thịt ngon quá cả nhà ơi. Quá ngon luôn á. Tươi. Ngon. Quá sắc và xăng. Thank you.
Nổ ghê quá cả nhà. Một muỗng canh nước mắm nha. Món này rất là bao nhiêu. Con nó hết nhậu. Một muỗng rưỡi đi. Một muỗng cà phê đường. Đây. Nước dớt thư á. Hai muỗng bột ngọt. Một. Hai. Một ít bột tỏi. Để đi. Nó đâu có bỏ ở đâu. Ở đây là cái gì vậy? Ừ. Đây là cái gì vậy? Đường đó nè. Ừ. Ở đường gì vậy? Đường với khóc cá ăn cơm. Đường với khóc cá ăn cơm. Ừ. Để nó cháy cái này cho nó ra mỡ rồi đó. Đường. Đường khô cá. Cho một ít nước dừa vô nha. Cho chân gà nó mềm cho nội dễ ăn. Chân gà sạch sạch luôn ghê. Giờ mình tắt lửa chân gà nè. À, cái này nó cũng đã thơm rồi nè. Giờ mình cho nước mắm vô nha. Một chén nước mắm. Một chén nước dừa. Mẹ ơi. Ơi. Mẹ đang làm đồ ăn. Một chén bé đường. Hai muỗng bột ngọt. Đâu có bỏ ớt đâu. Bỏ ớt sao con ăn. Mẹ có tiêu. Khô quẹt. Khô quẹt hả mẹ? Ừ. Con đi ra đi để nó văng nóng con lắm. Đi ra đi chút xíu nữa cho con. Ra đi chơi với ông nội đi. Cho nội đói bụng rồi. Chưa làm kịp cho nội ăn. Đây bây giờ mình chờ đợi cái đó sôi. Cái nào mình cho cái nồi mắm nó như thế này. Ừ. Cháo mắm hay. Nhỏ nha. Để cho nó khô nước. Vậy trứng trồng đỏ này mình đánh tan nha. Quá sáng và xa luôn. 10 cái trứng vịt. 10 cái trứng vịt. 300 gram mắm cá linh. Tinh xay. Nửa cái thịt. Nửa cái thịt nạc. Nó chín cái lớp này mình bỏ ớt hành lá vô. Cái này nó cũng đã sôi rồi nè. Giờ để mình nêm nha. Mình nếm nha. Đây cái nồi cháo có quẹt đây. Hơi bị ngon đó nha. Quá ngon luôn. Cho nó sạch sạch là chút xíu. Mình cho thêm 2 muỗng cà phê đường nữa đi. 1 2 cho nó ngọt ngọt mặn mặn ngọt ngọt cũng ngon. Giờ mình nếm lại cái nữa nha. Giờ mình bỏ ba rọi vô. Quá hấp dẫn luôn. Giờ mình bỏ ớt đập dập nè.
Mình có một ít tôm. Một ít tôm nè mình bỏ vô luôn. Cho nó nhức cái nách luôn, nó ngọt nhức cái nách luôn. Nó săn là nó sạch sạch là ngon ơi là ngon như cái này. Nó muốn hết ra. Cho nó sạch là chút xíu nữa. Một ít tiêu xay. Tiêu xay. Mình cho cay tép luôn. Ít gốc hành. Ít hành lá. Nếm lần nghe nó coi. Quá đã. Hao cơm. Cho nó sạch là cái nữa là ok. Giờ mình coi cái tô mắm nha. Quá hấp dẫn luôn. Giờ mình bỏ ớt nè. Đá với ớt. Giờ mình để cho nó rút nước nha. Giảm lửa nhỏ. Giờ mình cũng đã thành công. Chảo kho quẹt. Quá ngon. Ăn với rau luộc. Cá thịt ba rọi. Kho quẹt. Kho quẹt nha. Vớt bọt cho nha. Tôm nó hay có bọt. Người ta làm tôm khô còn chín mươi lóc làm tôm tươi. Thôi cho nó sắc sắc xuống. Miếng da heo mình bỏ vô mình khô quéo luôn. Khô quẹt luôn. Mỡ nó hơi nhiều mình gớt mỡ ra mình bỏ nó ngán lắm. Giờ xong mình đã thành công nha. Ba món. Trứng gà. Khô quẹt. Mắm. Mình đã thành công. Đập bắp, đậu que, bầu, khổ qua, củ cải, trái bằng, đậu dòng, chiêu leo, chấm khô quẹt. Cực kỳ thơm ngon, bổ dưỡng. Đây, chân gà cháy, nước mắm tỏi cho cháu nội. Đây. Đây, chân gà chế mắm tỏi đó. Cái tô mắm cũng đã thành công. Quá đẹp mắt. Nồi kho quẹt, múc da vẫn còn. Chảo kho quẹt, quá đỉnh luôn. Ngon ghê cả nhà. Cực kỳ thơm ngon, bổ dưỡng. Quá đỉnh, quá đỉnh. Nhà ăn cơm nha. Đây là mắm chân. Một tô mắm chân, chân gà. Đây là kho quẹt. Ăn hủ qua luộc bầu các cái. Còn cái này là chấm với mắm, dưa leo, đậu rồng. Mà cả nhà cùng ăn. Rất là ngon. Ăn thôi. Đây để em múc cho. Em múc cho em múc cho. Nó múc cho đẹp đẹp. Bây giờ tao hái rồi đó. Cái nào cũng múc cho. Trái nè. Mẹ còn cái thao cơm chiên nè. Nó cho bổ đi. Này còn mặn. Thôi. Cháu còn một trái à. Nè còn thao cơm chiên nè. Ước hai rồi. Ước hai ăn đó đi. Thôi mẹ ăn đi. Thôi cái nhà ăn đi. Thôi mắm kho. Ủa mắm chân. Mẹ ăn đi. Thịt kho. Gà. Ủa mắm chán rau. Đây để mình ăn cơm trái cho. Thôi mẹ ăn đi. Thôi mẹ ăn đi. Bằng gì mà chua dữ cả nhà. Má ơi.
Tâm làm miếng anh Tâm. Ồ. Trong cái này không có nồi rồi. Ủa anh chào hả? Bà không chua? Nè, 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 nè. Ngon que nhiều quá. Ngon quá lắm chua bánh. Ok, rồi anh ăn rồi. Ông biết nấu rồi, ba biết nấu rồi. Cái này là chấm cái gì này hả? Ngon cực kỳ. Nó có múc cái gì. Mày nấu cái gì, mày lược á. Lược cái ai lược qua nhà. Lược xong rồi. Cũng mẹ ngon quá. Nó ngon. Sức khỏe thật nhiều. Bye bye cả nhà. Nhớ ủng hộ kênh 9 Vlog. Bye bye.